siêu cay, trái nướng đấy, trời ơi. Đây tí mình xếp ra đĩa đây rồi mình còn. Hello, chào mừng mọi người quay lại channel của mình nhá. Mình là anh Thuận Bê lắm. Đấy thì hôm nay là hôm qua này vừa mới bắt được một đống chai về đây. Bao nhiêu chai này, to chưa? Quá to như cái mặt luôn này, phúc bằng cái mặt luôn đấy. Nóng đi thì hôm nay là món chai nướng thì cả sả tế lại siêu cay đây. Đấy, hấp dẫn chưa? Đây, chai nướng sả tế siêu cay nha. À, mọi người là nhớ theo dõi của mình nhá, nhớ theo dõi nhá. Đấy, ok. Úi dồi, không phải cả nước này. Giờ là cắt chai là để mình bỏ nước nữa này. Giết chết hay mình khỏi cả nước vào vậy. Bèo bẻ cãi cả da luôn mà đứa thì hổ miệng mày. Cái này ngon cố mày. Ngon cố vừa thôi. Đi coi lại. Anh đâu chịu. Đích mẹ mở miệng. Con đi mẹ cho mày. Rồi, ôi, mở miệng rồi đấy. Ok. Rồi, cắt đi, giờ đặt chai lên nướng cho nó. Đấy, giờ lấy chai lên nướng để cho nó há hốc cái mồm ra. Cái mùi nào bắt đầu là mình bỏ gia vị vào là mình thưởng thức thôi. Cháy đi em, cháy nữa lên đi em. Ui xèo 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 này kìa. Nhả đống lá tao rồi. Ui xổ nổ. Tao có cách nổ rồi con. Vì lý do thời tiết nên mình ở bang Buka mình nướng cho nó nhanh nha mọi người. Đây giờ bỏ sa tế, cho sa tế vào này. Bỏ sa tế vào. Thế em làm cái ua con của em đi. Ừ, tí nào. Ui. Một con được rồi này mọi người. Một con này. Đây là này, xem này. Cắt ra nha, cắt nhỏ ra để mà ăn nó dễ này. Ui, đi quả cắt nó bắn cái nước à. Ui, bãi nồi. Thưởng thức chứ còn gì nữa. Ui, cắt một miếng tôm bướng gì ăn chăng nữa. Cắt nhỏ ra thôi. Cho mấy cái nước của mình vừa nữa nè. Ngon. Ngon. Ôi, ngon vãi. Thịt chai to này, dai 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 vậy, đắn này. Cái cay ngon á. Ừ.
Ngọt. Từ gần lại các bạn. Ôi, hấp dẫn nhỉ. Ai mọi người, đây là những con sò mà mình đây con trai sống mình chế biến là tí em cho lên bếp nướng này. À. Xịt ba. Hấp dẫn gì thì sao mà chịu được. À, chắc đều rồi em ơi, chắc đều cả mà là. Quầy cái mùi tơ vứt cái nồng lên trời. Để kêu anh thay đi. Quay bên đây coi nào. Ok được rồi đấy, thưởng thức rồi đấy. Quầy thơm phức luôn rồi, có không ăn thì hơi phí. Bên anh đây nữa này, để anh tra cho em tí. Em về xuống rồi, em với chị Vân này. Rồi làm ra một cầm thứ hai. Hấp dẫn có mọi người ơi, mọi người ơi, hấp dẫn đó. Trái sốt chả tế siêu cay. Trái nướng đấy. Trời ơi. Đây tí mình xếp ra đĩa này rồi mình còn mình thưởng thức dần thôi. Còn cái đây là cái ổ tiếp theo đang làm đây. Trời đúng chai sông quê khác. Đúng mẹ ra sông lặn chai về các kiểu về nấu. Ui, toàn chai to không chứ ăn lại ngọt ngọt thơm thơm nữa chứ. Thấy cái vị sa tế cay cay nữa. À, chịu sao. Ok thì đây là con trai cuối cùng mình ở rồi. Con trai này nó to quá nên mình cắt cái phần con bỏ vào đây rồi mình chan sa tế siêu cay vào đây để luôn nữa này. Những con trai cuối cùng này. Quay dần lại mình xem hấp dẫn không này. Ôi lại được quay dần hơi nhiều đấy, chảy nước miếng hơi nhiều đấy. Xem nhớ cẩn thận nhá. Chảy nước miếng chết đấy. Chết dở trời ơi. Đấy, để đây. Trời ơi. Thơm không chịu được. Cái mùi sa tế nồng nồng cay cay. Rớt dãi không chịu được mọi người ạ. Đợi tí nữa chính là mình anh thưởng thức cho mà xem. Nướng xong rồi nhá mọi người. Từ bắt đầu là thưởng thức rồi. Miếng đầu tiên này. Uầy cái sốt nó kìa. Này. Nó ăn chảo nó mới ngồi nhìn kìa. Bình thường chai nấu canh là ngon rồi, đằng này chai nướng mà lại nướng với sa tế siêu cay nữa thì bố nào mà chịu được. Miếng này này, này cho caramel thịt miếng này. Để đây ăn. Không. Không ăn à? Ăn đi. Mình nguyên miếng sao đấy nha. Cay. Ok mọi người. Mọi người thấy món ăn này mình hấp dẫn không? Lâu lắm mình không làm lại vlog, những bài vlog ở nay làm lại món này. Đa mấy cá thấy là khá là ngon ha các bạn. Với lại chai này cũng là chai hôm qua mình đi tắm sâu mà mình bắt về nữa. Đấy mọi người thấy món ăn của mình hấp dẫn nha. Thấy video của mình hay nhớ để lại cho mình một comment, like và đăng ký kênh của mình nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Chờ ăn tiếp mà.